Dạ thưa quý vị. Còn gì đây bà con? Rất là mềm luôn, không có xương. Chà, đây là bên dưới. Đây, thịt không bị khô bà con nhé. Hình như cái này nấu theo cách đà điểu đúng không? Rim đà điểu mà. Anh cho là đà điểu. Dạ quả ngon đây này. Quả ngon. À vậy hả? Quả ngon. Khách tình cờ qua đường. Bây giờ anh thử ăn không có cần gì hết thì không. Đây. Dạ, bên kênh YouTube Huệ Việt Nam ngày nay xin trân trọng kính chào quý bà con Sài Gòn, quý vị và các bạn. Đoạn đường mình đang đứng đây là đường Trần Phú. Đường trước màn hình chúng ta sẽ đi lên Trường An, lên chợ Trường An. Xuôi về hướng này một đoạn nữa thôi chúng ta sẽ đến chợ Phước Vĩnh, đi về cầu Kho Ràng. Ngang đoạn địa chỉ này bên nghe một cái mùi quái nướng rất là ngon. Đây là một cái quán có cái tên là Vua Quái Nướng. Có nhiều món rất là độc lạ. Như thế nào xin mời bà con quý vị hoàng cùng bên chúng ta thưởng thức một cái món rất lạ luôn. Các món đã xuất hiện trên bàn rồi. Mời bà con chúng ta xem qua. Và trong đó một cái đối tượng rất là lạ đây bà con này. Bà con cho mình biết đây là món gì được không? Mình sẽ hạ hồi phân giải. Bên nhân vật chính thì chúng ta thấy có cái tô cháo. Rồi bây giờ chúng ta nghiên cứu như thế nào đã bà con quý vị quan nhé. Bà con quý vị quan đã vội chưa, đã nôn chưa, nôn nóng ăn chưa? Đây, còn gì đây bà con? Rất là mềm luôn, không có xương. Chà, đây là bên dưới. Đây, thịt không bị khô bà con nhé. Đây, đã có đáp án cho bà con rồi. Đây, chính là vịt quay tì bà. Bà con thì đó, đảm bảo da giòn tan cho mọi người nhá. Ăn cuốn với bánh tráng này, bánh tráng bánh ướt, ăn cuốn. Thơm từ lớp da. Bên đây là bỏ mè đang cái mè đấy, cái mè. Vâng. Còn bên đây là cái chim mình đang. Đó, bên cái bí quyết của em đấy. À, bí quyết à. Thơm ngon được ra này. Trong vịt có một cái bí quyết của chú quán. Đây cái phần đỏ phần đen. Cổ này. Cổ cái đuôi. Anh cái con vịt của em làm chút cái xương đây. Đây, không còn tí xương nào luôn nhá. Đấy. Rất hợp với bà con là về quay cuốn bánh tráng này. Đây bánh tráng em sắp sẵn đây. Đấy, em sẽ bán em kèm theo là có nghĩa là cái cháo này tặng bà con luôn. Mọi người món cháo đấy, cho mọi người combo đủ luôn, combo gồm cháo và tất cả rau ăn kèm là có cả luôn, đấy, và nước chấm có hết đấy. Tức là combo giống trên bàn hả? Vâng đúng rồi, giống trên bàn luôn. Con này về là có đầy đủ các cái đồ ăn kèm đấy, không phải mua cái gì thêm nữa. Mua về xoàng ra ăn rồi, về thì mới ăn và nhậu thôi đấy. Cái món này sẽ thơm từ lớp da nhá, từng tớ thịt một luôn nhá bà con nhá. Da bao giòn mọi người ạ. Đấy. Trên da có me nữa. Bao lâu bao giòn. Bao ngon bao giòn. Đây thịt không bị khô này mọi người. Đấy. Đây thịt không bị khô nhá. Đó, vẫn mỏng nước này. Đó. Đảm bảo ngon cho bà con nhá. Đấy. Không ngon không ngon hoàn tiền. Cảm tiếng lui. Không ngon chả tiền lui luôn. Bà con mua vịt này, mình sẽ tặng theo nước chấm đồ ăn kèm hơn và tặng cả cháo cho bà con về, không phải cần mua một thứ gì hơn nữa, về chỉ việc bày ra ăn và nhậu đấy, cả một gia đình là thoải mái và thích dùng luôn, không phải mua thêm một thứ gì nữa ngoài con vịt này đấy. Bây giờ là cách ăn, chủ quán sẽ làm mẫu, bà con sẽ đến địa chỉ 106 Trần Phú, một cái món rất là mời bà con mau. Đây vịt là tì bà, quay tì bà các khách thực tế luôn. Đấy. Anh đó. Miệng ăn lên phim rất là đẹp nhé. Đấy, món, đại ngon này không? Đấy. Đây là món vịt tì bà. Đấy. Gì thế nào gì? Rất ngon. Đây là điều đặc biệt là rất là rồi, mời ăn khắp luôn, vịt tì bà đây. Đây là gì thực tế luôn.
cho ý kiến chính xác chấm bao nhiêu điểm thật lòng anh nhá. Anh thấy cái hương vị có khác với những cái vịt mà anh đã từng ăn không? Không vịt nào. Dạ. Có giống vịt mình hay ăn không? Không có xương, điều đặc biệt là không. Đấy, có vịt, một chút xương nào. Xương. Vịt thế nào gì? Vịt đúng xương. Vịt thấy ok không? Ok. Đấy. Đây là gì thực tế nữa? Hương vị gì anh nghĩ chưa ra? Hương vị gì không ra không? Năm năm. Đây. Chú nghĩ ra chưa? Mình chỉ biết ngon không thôi. Rim. Rim. Và cái này là trước tiên là rim xì dầu. Rim xì dầu. Xì dầu nước tương gì á? À, nước tương là xì dầu đó. À, đấy. Có ngon không anh? Nhưng mà được mấy điểm trong tháng cái này người. Là có hình như nấu này giống gì nấu không? Anh có vẻ như chồng lên nặng á hả? Đúng rồi. Hình như cái này nấu theo cách đà điểu đúng không? Rim rim đà điểu mà. Anh cho là đà điểu. Thì thấy ok không gì? Thắng lạ thôi nhưng mà cái mùi đó. Thật ra là cái chắc vịt á là bây giờ nó lai rồi. Vâng. Nếu nấu kiểu này nó lai chắc vịt. Vâng. Nó lai như là thịt cái nạc của nó là giống như là thịt đạp. Đã điếu. Nhưng mà dạ. Có vị của nó bị có rim chi dầu. Điều này gặp một tay chưa ăn đã điếu rồi. Đã giá rồi. Ba. Hồi nãy giờ mời bà con đi qua đường thưởng thức. Bây giờ mình xin mời bà con thưởng thức cùng với mình. Đây bà con. Vịt quay tì bà của bánh tráng. Hey, chẳng được mắm. Đó. Rồi. Mấy bà con được này. Đấy. Thủ quý. Anh Vịt à? Vịt mà. Ba. Không béo. Em ăn rồi em thấy như thế nào? Dạ quả ngon đấy này. Quả ngon. À được hả? Ngon. Khắp từng cơ qua đường. Em ăn được. Bây giờ em nghe thử ăn không có cần gì hết thì không. Đây, để nó đúng vị rồi đó. Đây là vịt anh cũng xương hết rồi, em không phải lo. Em đòi thật lông không đó? Là thật lông đấy. À được rồi. Để em lấy lông ra cho anh. Rồi bây giờ chúng ta thử một miếng thịt. Anh phải sáng đi. Không được hết. Không cuốn. Ai phải áo em chặt của áo áo không lâu lắm. Chấm ấy à. Chấm mấy cái ngói á. Bà con thích thử thì ghé qua ăn thử miệng phí. Ông ơi ơi. Đây là thử thôi chứ mà. Đấy. Cho mấy điểm em. Mấy điểm. Được rồi. Mấy điểm, mấy điểm. Mười điểm. Mười điểm rồi. Mười điểm rồi. Khoảng quá. Vâng, mình đứng bằng đúng không? Vâng. Mình đang chạm ra cái cầm dưới này. Chạm ra cái cầm dưới này để có cái kì. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy. Đúng rồi. Đưa vào này. Rất là bài bạc. Đúng rồi. Ông ơi, thế nào ông? Ngon. 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 Nhưng mà chưa được có. Chưa. Vâng. Một couple vừa thử thấy ngon. Nhưng mà duy nhất một con coi như couple muốn đưa về nhà ăn luôn. Ok, có thử rồi. Nhưng mà hôm nay điều chỉnh cái lượng béo thì nó ngon. Nói chung là cũng gần hết rồi. Thanh thủ. Thanh thủ chiến thủ. Thanh thủ chiến.
đừng quên. Bây giờ mời bà con người Việt các bạn chúng ta ăn kết thúc cho nồi xong cùng với đội ngũ của chủ quán gia đình. Dạ như vậy thì bà con của mình chúng ta vừa chứng kiến cái cách làm thịt vịt quay thứ ba, một món rất là mình ăn mình cảm thấy da giòn thơm. Mình xin cảm ơn bà con quý vị các bạn đồng hành cùng với mình thường xuyên thăm Huế đấy đó, thưởng thức các món ăn này kia. Thì chúc bà con luôn vui vẻ ngon miệng, mọi sự tốt đẹp như ý. Merry Christmas and Happy New Year. Hẹn gặp lại bà con quý vị các bạn ở các video tiếp theo. Không quên giúp cho mình các ý kiến bình luận bên dưới cũng như là subscribe đăng ký để cập nhật video mới trên kênh YouTube về Việt Nam hôm nay. Đồng thời chia sẻ video để bà con đấy đó chưa biết về Huế chúng ta có thể thăm Huế qua kênh YouTube của mình. Xin cảm ơn bà con rất là nhiều.